Video trước là tôi xây dựng một căn nhà gần dòng sông, mọi thứ đều rất ổn. Nhưng cho đến khi tôi vào game lại thì nó đã biến mất rồi anh em ạ. Không còn một vết tích gì luôn ấy. Nhưng mà không sao, tôi đã cố gắng xây lại một căn nhà mới. Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì đây chính là câu trả lời. Thì đây chính là căn nhà mới của tôi, nằm ở vị trí khá là kín đáo luôn ấy. Và tôi cũng học được nhiều thứ trên mạng, cho nên là tôi đã làm ra được căn nhà này đây. Mọi thứ đều rất khoa học, từ vị trí của mấy cánh cửa, anh em có thể thấy nhìn nó khá là chắc chắn. Và nói chung là địch thủ thì cũng khó đi vô lắm anh em ạ. Và tôi còn có cả lửa trại trong nhà nữa, tại vì tối mà, lỡ khi tối đói thì tôi có cái để mà nướng ăn anh em ạ. Và đây chính là đèn dầu mà tôi hôi từ một cái căn cứ khác, mà cái căn cứ đó đã bị người ta chiếm rồi nên còn dư lại cái đèn dầu để tôi lấy đấy, chứ không phải là cái gì đâu, tại tôi muốn tận dụng thôi chứ tôi không phải là ăn cắp hay ăn cướp gì hết. Anh em nhìn vậy thôi chứ nó vẫn chưa gọi là hoàn thiện lắm đâu, nói chung là nó vẫn chưa được an toàn cho lắm. Cho nên là hôm nay tôi đã đề ra 3 mục tiêu cần phải làm trong video này. Mục tiêu thứ nhất là nâng cấp cái nhà này, mục tiêu thứ hai là đi xâm chiếm nhà người khác. Ừ thì cuộc sống mà, ai mà chơi cái game này mà lại đi lương thiện hoài bao giờ, đúng không? Mục tiêu thứ ba là kiếm được nhiều súng nhất có thể. Cái này là mục tiêu khó nhất mà tôi đề ra luôn ấy. Không biết tôi có để tôi vào thế bế tắc hay không thì tôi vẫn chưa biết. Nói chung là thực hiện mục tiêu đầu tiên trước cái đã. Nếu mà tôi muốn nâng cấp cái nhà này thì tôi phải cần rất nhiều cái metal fragment. Mà nếu mà tôi muốn có cái đó thì tôi phải tái chế từ sắt vụn anh em ạ. Mà sắt vụn là mấy cái trên đây này, anh em có thể thấy. Nhưng mà mấy cái này thì phải có ở ngoài đường, cho nên là tôi phải ra ngoài đường để lấy. Trước khi tôi đi ra ngoài đó thì tôi phải làm theo một bộ giáp, bởi vì ngoài đó khá là nguy hiểm, chết bất cứ lúc nào luôn ấy. A few moments later. Ngầu thật sự anh em ạ. Giáp cũng đã có, ngựa cũng đã cưỡi, mọi thứ đã sẵn sàng, giờ chỉ có phi ra đường và lấy mấy cái sắt vụn thôi. Tôi nghĩ là nên đi bộ nó sẽ an toàn hơn là đi ngựa đấy. Tại vì ở đường khá là đông người mà còn phi ngựa như vậy thì sẽ gây sự chú ý ấy. Không nên, không nên. Ồ, ở đây có đá này, sẵn tiện đập đá xíu vậy. Đây, rốt cục ra tới đường. Tôi sẽ đi dọc theo cái đường này. Đi dọc theo cái đường này, thường bên ven đường nó sẽ có một vài cái thùng sắt để tôi có thể đập. Nó mới có sắt vụn. Tôi sẽ đi hướng này vậy. Thì đây, mấy cái thùng sắt kìa. Ở xa xa anh em có thể thấy. Có thể nói là ở đây là cái khu vực đắc địa và cái thùng sắt này luôn ấy. Khá là nhiều luôn anh em ạ. Giờ tha hồ mà đập. 12 seconds later. Trong lúc tôi đang đập thùng sắt như vậy thì tôi nghe một tiếng súng ở phía bên kia rồi. Có vẻ là đang diễn ra một trận đấu súng dữ dội. Và tôi cảm thấy không an toàn nên là tôi đổi địa điểm ngay lập tức. Và tôi còn thấy một người ở trên đó nữa anh em ạ. Thế nên là tôi phải nhanh chân lên, nếu không là tôi sẽ chết ngay lập tức. Tại vì tôi chỉ có cung thôi, chả làm được cái quái quỷ gì. Ở đây có ai không nhờ? Ở kế bên một cái căn cứ lớn vậy tôi phải cần phải yên lặng anh em ạ. Hay đập trong yên lặng thôi, mong là không có ai để ý. Hình như cái này nó kiểu như nó bị cướp ở đây thì phải. Nhưng mà chắc chắn là không có gì trong đó rồi đấy. Ở đây có một khu mỏ nữa này, ngon. Ôi, tôi kiếm được một cái mắt kính này. Nhưng mà khi đeo vô thì không ổn cho lắm, cho nên là tôi không lấy đâu, để chơi thôi. Ở kia có một con boss kìa. Anh em nghĩ nó gà nhưng không, nó có súng đấy anh em ạ. Đụng nó là nó bắn nát đầu đấy. Nhưng mà còn mấy cái thùng xung quanh nó đấy, tôi nghĩ là nên chơi nó để được lấy được mấy cái thùng đấy. Chơi lớn luôn vậy, một ăn cả ngã về không. Chết rồi anh em ạ. Let's go. A few minutes later. Tôi nghĩ nhiêu đây chắc đủ rồi đấy. Giờ thì đi tái chế thôi nào. Tôi sẽ đi qua cái ngọn hải đăng này đây. Sẵn tiện ở đây tôi có một con ngựa luôn, thôi thì leo lên phi cho nó lẹ vậy. Được của nó luôn anh em ạ. Trên đường đi thì tôi gặp mấy thanh thiên phơi nắng, không hiểu tại sao nó nằm ở đây nhỉ. Da chưa đủ đen hay sao giờ còn phơi nắng nữa, không thể hiểu được luôn ấy. Rốt cuộc tôi cũng đã tới. Đây chính là ngọn hải đăng đây. Đây là cái nơi mà chúng ta có thể tái chế được cái metal fragment. Tôi gặp khó khăn ở cái chỗ này đây. Khá là khó nhảy lên luôn đấy. Nhưng mà rốt cuộc thì tôi cũng đã lên được rồi. Bây giờ là đến với chương trình tái chế. Trong lúc chờ tái chế thì tôi sẽ đi vòng vòng cái tháp này. Không biết nó có gì không. Thì để lên đỉnh thôi coi. Chắc có một thứ gì đó. Tôi lên tới đỉnh rồi anh em ạ. Không có một cái thứ gì cả. Nó lừa tôi rồi. Holy moly. Giờ tôi phải chạy xuống cái này. Và cũng tới chiều luôn ngày sau ấy. Rốt cuộc cũng đã xong. Wow, nhiều đồ thật sự luôn anh em ạ. Nhất là cái metal fragment này được của nó luôn. Và còn hai thứ thì tôi tái chế nốt luôn vậy. Later that same evening. Mọi thứ đã xong. Trời thì cũng đã tối. Giờ tôi phải về nhà nhanh thôi nào. Chứ tối như thế này không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Ui, tôi thấy ánh đèn.
như có người thì phải. Này tôi phải cẩn thận hơn một chút xíu rồi. Oh my god man, có nguy cơ thật sự luôn ấy. Hoàng cứ từ từ thôi, chúng ta nên từ từ thôi. Hình như tôi nghe tiếng bước chân thì phải. Tôi quyết định là sẽ đi bộ. May mắn cho tôi là không có chuyện gì xảy ra cả. Trên đường đi về nhà tôi còn gặp cả pháo hoa nữa anh em à. Đẹp thật sự luôn ấy. Cuối cùng tôi cũng đã về nhà an toàn. Thắp đèn lên. Giờ tôi có thể làm được khá là nhiều thứ luôn ấy. Tôi có thể làm được LK pistol nè. Và một cái bã nỏ nữa khá là ngầu. Và một vài cánh cửa. Cánh cửa bằng sắt luôn ấy. Nâng cấp cái nhà này lên. Let's go baby. Xong, nâng cấp cửa đã xong. Giờ chỉ còn phía ngoài thôi. 5 minutes later. Yup, phía ngoài cũng xong luôn rồi. Đây là một cấu trúc gọi là cũng khá là chắc chắn luôn ấy. Và đương nhiên là rất là khoa học rồi. Có thể nói là nhà tôi là bắt đầu an toàn hơn rồi đấy. Mọi thứ đều ok cả. Thế là mục tiêu thứ nhất đã hoàn thành. Mục tiêu thứ hai của chúng ta là đi xâm chiếm người khác. Mà muốn đi xâm chiếm người khác thì tôi phải có một cái gọi là một khẩu LK pistol. Hậu đó cũng phải cần mental fragment. Và giờ tôi đang thiếu nữa. Cho nên là giờ tôi phải đi tìm lại. Khá là lâu đấy. A little longer than a few minutes later. Rốt cuộc thì tôi cũng đã làm được hai cây LK pistol. Và giờ chúng ta có thể đi xâm chiếm nhà người khác. Trong lúc đi lấy tài nguyên thì tôi tình cờ gặp được căn nhà mà tôi có thể dễ dàng xâm chiếm. Nó nằm ở đây này. Giờ tôi sẽ qua luôn nhé. Đây là cái nhà này đây. Cửa gỗ thôi. Nó cũng khá là dễ anh em à. Giờ thì bắn thôi nào. Let's go. Sau khi tôi bắn được một phát thì tôi phát hiện là tôi không có đạn anh em ạ. Wow, ngu người thật sự luôn ấy. Thế là tôi bắt buộc phải về nhà chế tạo đạn. Nếu muốn chế tạo đạn tôi cần rất nhiều server ore và chế tạo một cái bàn làm việc level 1. Khá là khó khăn luôn ấy, nhưng mà tôi vẫn làm được. Những bột thuốc súng đầu tiên, 20 viên đạn đầu tiên. Và giờ tôi sẽ qua đó luôn. Hết đạn, tôi phải về nhà lấy thêm một ít đạn rồi sẽ quay lại. Còn một viên cuối cùng nữa thôi. Tuy là không được như mong đợi nhưng mà cũng không sao. Có khá là nhiều đá luôn ấy. Đây là lần đầu tiên nhưng mà tôi đã làm khá là tốt. Nhưng mà vẫn chưa mãn nguyện anh em à. Cho nên là tôi về nhà làm thêm một ít đạn và đi vòng vòng tìm một vài cái căn cứ khác để chiếm. Trong khi tôi đi vòng vòng thì tôi thấy một căn nhà mà có vẻ là tôi có thể kiếm một ít đồ đấy. Tại trên cái nóc nhà này thì tôi thấy một hai cái thùng đồ ấy. Tôi không nghĩ ngợi nhiều mà về nhà lấy thêm đạn và bắt đầu bắn thủng cái trần nhà. Tôi ở đó bắn cho đến tối và đột nhiên tôi nghe tiếng bắn cung và tôi đã bị bắn. Tôi quá sợ hãi nên tôi đã chạy xuống núi và không may là đã bị té và trừ một ít máu. Tôi không thể bỏ lỡ cái nhà này cho nên là tôi đã quyết định quay trở lại mà coi nó là ai và bắt đầu bắn trả. Tại vì trời quá tối, không làm gì được cả. Cho nên là tôi đã quyết định về nhà. Và tôi đã đợi đến ngày hôm sau để quay trở lại. Và mong là cái nhà đó không bị chiếm. Và thật may mắn là cái nhà đó không bị chiếm thiệt. Tôi bắt đầu bắn bể cái máy. Cuối cùng thì tôi cũng đã vào được. Và hình như là cái căn cứ này đã bị chiếm rồi anh em ạ. Không có đồ gì quý giá cả. Thêm một cuộc chiếm nhà thất bại. Nhưng mà tôi quyết định là sẽ không bỏ cuộc. Tại vì kế bên căn nhà này đây, có một căn nhà khác. Và tôi sẽ chiếm nó đấy. A few inches later. Tôi cũng đã vào được rồi và kết quả không thể bất ngờ hơn. Rất nhiều thuốc men và một vài viên đạn. Khá là ổn luôn anh em à. Mục tiêu thứ hai đã xong. Và tới mục tiêu thứ ba, tìm được nhiều súng nhất có thể. Và tôi cần rất nhiều cash wrap để tôi có thể đi đổi được súng. Tại vì trong cái thế giới này tôi không thể đi cướp. Tôi chả có gì để đi cướp cả anh em à. Tôi đã xém bị bắn chết trong khi đi tìm cash wrap luôn ấy. Một chút xíu nữa thôi là tôi đã mất hết đồ rồi anh em ạ. Nhưng mà cuộc sống mà, sao mà tôi có thể chạy được hai lần chứ hả? Trong khi mà tôi đang chăm chỉ làm việc thì từ đâu ra một thằng nó bắn tôi. Và tôi không còn cách chỉ có chống trả. Tại vì nó có súng, tôi cũng phải bỏ mạng thôi. 2 hours later. Đây, rốt cuộc tôi cũng đã đủ cái strap rồi. Giờ tôi có thể đi đổi được súng. Và mong là trên đường đi chả có ai cả. Tôi sẽ chạy một mạch qua cái bandit camp ở bên đây. Wow, xa thật sự đấy. Mà giờ chịu thôi chứ sao giờ. Ui, nó bắn đâu đây này. Nó bắn ở airfield. Oh my god, tôi phải đi đường vòng rồi. Tôi phải đi quanh đây. Đi xuống đây. Không được rồi, tôi phải đi vòng ngược lại à. Toàn thật sự luôn ấy. Như nó thấy tôi. Oh no. Oh no. Cho đến khi tôi quay lại thì
Mọi thứ đã mất hết rồi anh em à, 200 mấy scrap của tôi. Nhưng mà tôi vẫn không bỏ cuộc và tôi đã tìm ra một cái vị trí, một cái shop khá là ngon luôn ấy. Tôi đã quyết định đi qua đó đổi súng. Tôi đến đó và có một cuộc chiến và tôi phải lẹ chân lên. Tôi đổi được hai cái súng luôn ấy, khá là ngon. Và tôi biết là tôi phải rời khỏi chỗ đó nhanh chóng. Wow, rốt cuộc tôi cũng đã đổi được súng rồi mọi người ạ. Tuy là mất 250 cái scrap kia nhưng mà tôi cũng đã đổi được súng từ cái bên đây đây. Wow, nói chung là cũng ổn phết, được 2 cây luôn mọi người ạ. Nhưng mà tôi vẫn chưa có đạn, thì chuyện đó thì tính sau. Nói chung là tôi cũng đã đổi được súng và hoàn thành mục tiêu thứ ba là kiếm được nhiều súng nhất có thể. Thế thôi, hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo.